Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 38. Vị A-la-hán sống. Vào mùa hè sau 2 năm kiến lập chùa Tây Lạc Viên, vì muốn tạo duyên tu tập cho đa số Phật tử còn sơ cơ nên Ngài tổ chức Đả Thất Quán Âm. Sáng sớm ra lúc lễ Phật, ai nấy đều thấy có một cây gỗ giống như thanh kiếm để trước bàn thờ Phật. Có người hiếu kỳ hỏi Ngài: "Sư phụ, đó có phải là thanh kiếm gỗ không ạ?" "Không phải kiếm gỗ mà là cây hương bản dùng để đánh người nào không giữ quy luật và cũng đánh luôn những người ngủ gục biến nhát ở trong chùa." Nghe xong họ nghĩ rằng cây hương bản dày như vậy nếu bị đánh chắc là đau lắm, nên thấy ớn vô cùng rồi nghĩ: "Không biết ai là người đầu tiên sẽ thử mùi cây hương bản mới này đây?" Khóa Quán Âm Thất đã sắp mãn mà cây hương bản vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ. Đến ngày thứ bảy khi chùa làm lễ đại hồi hướng, mọi người chợt thấy Ngài cầm cây hương bản đặt ngang tầm mắt rồi đi ra vườn chùa. Ai nấy đều ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Họ thấy có một vị tăng tuổi trung niên vừa lên núi. Khi thấy Ngài, vị này liền quỳ xuống dập đầu sám hối. Mọi người thắc mắc muốn biết duyên cớ. Sau đó Ngài bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng như sau. Vị tăng đó vốn tên là Vô Tấn, khi còn ở núi Linh Nghiêm, Tô Châu đã tự xưng là A-la-hán sống, có thần thông và có thể chữa bệnh cho người. Lúc bấy giờ có rất nhiều người tin tưởng, tôn kính và cúng dường cho ông ta. Có lần Ngài hỏi ông: "Ông có tài gì để được coi là một vị A-la-hán?" "Tôi chữa bệnh cho người." "Ồ, ông chữa bệnh cho người, nhưng ông phải tự trị bệnh cho chính ông mới phải. Mà ông đã tự chữa cho ông chưa?" "Tôi đâu bệnh gì." "Bệnh cầu danh, và trong tương lai ông sẽ mang thêm bệnh cầu lợi." Rồi Ngài cảnh cáo ông: "Nếu định lực không kiên cố mà đi chữa bệnh cho người, lại thọ người cúng dường, thì nhất định sẽ bị đọa lạc." "Đại sư An Từ, nếu tôi bị đọa lạc, xin Ngài ra tay cứu tôi với." "Tôi sẽ giúp nếu ông bị đọa, nhưng cốt yếu vẫn là chính nơi ông phải tự cứu lấy cho ông thôi." Chẳng bao lâu sau, Ngài rời khỏi Trung Hoa đến Hương Cảng và chợt gặp lại ông. Nhưng lúc đó ông đã hoàn tục và lập gia đình. Người vợ chính là một trong những vị đại hộ pháp lâu năm cho ông ta khi xưa. Cho nên thành quả bao năm tu hành khổ cực của ông này bỗng như chim kia tung cánh bay xa. Khi gặp lại Ngài, ông ấy cảm thấy thật là hổ thẹn nên lại phát tâm xuất gia. Nhưng chưa đến được nửa năm, ông lại hoàn tục. Sau này vì hoàn cảnh bức bách, ông lại cầu Ngài cho phép xuất gia lần thứ hai. Ngài cũng giúp đỡ khuyến tấn ông ta. Thế nên ngày đó, ông sư này quyết định tìm đến Tây Lạc Viên để cầu sám hối trước Ngài. Một thời gian sau, nghe nói ông ta lại tiếp tục bước trên con đường lầm lạc và cũng lại hoàn tục. Chúng sanh thoạt điên điên đảo đảo, vừa sanh lên trời liền rơi xuống đất. Nếu ai có thể phát bồ đề tâm mãi không thối chuyển thì nhất định sẽ thành Phật đạo, không nghi ngờ chi cả. Ha ha ha, 问什么的说